Chào anh chị á, nằm lên đâu á? Rồi. Chị xem có sao nào liên hệ á. Số điện thoại 0349653113. Zalo thì 0965270762 ha. Mở máy. Lâu camera đó. Rồi. Ok. Đây, ai cần đi liên hệ số Zalo cho em. Đầu tiên hai kỳ có lẽ số 30 trở xuống. Hai kỳ có lẽ 50. Chỗ cho em XG1. XG1 50.000. Kéo các tôn này bằng 2,5 á, 2,5 cho nên nó nhẹ xịp á. Tiền xịp là 33.000, 5 kg là tiền xịp là 49.000 đó. Em đã về sinh rồi, về có cửa hàng để vào là bán thôi. Rồi, 220. Gần 4 kia rồi. 4 kia 3. Kích G2 220.000. Kích G3. Cái này to dài này, mơ hơi mẻ nhẹ. Này về phải mai xử lý lại. Dài lắm, 3 mấy. Hầu hết là đẹp. Rồi. 220.000. XG3 220.000. XG4. Nãy xả khó. Xả co thôi. Chờ hàng mới về. Mà chưa biết khi nào đây. Rồi 220. XG4 220.000. Tiếp theo đối chuột 32. Số 32. Số này 19. 1924. 1721. 1721. 32.
21 17. Rồi, 200. Tích cơ 5 200.000. Tiếp té 17 21. Ba cái 17 á. À, có cái này. Rồi, hai cái 17 21. Ba cái này cùng 17 21. 17 21 hết. Này thì cỡ 27. Xe 8. Này số 27. Này 17 21. Đây. 17 21 200.000. XG 6 200.000. Ba cây 17 21 này. Riêng cây này 17 thôi. 17. Ba cây 120. Ờ, chỗ kém XG 7 120. Đầu bùa này. Đầu bùa 130. Rất là nhiều đầu. Đầu đầu này khá đẹp. Đầu khá đẹp. Chỗ kém mít gơ 8 3. Cơ lế 21 này, 29 này, 26 này, 24 này, 24 này, 30 này. Hai sáu, 30, 19, 32. 32. 26. Rồi, chụp cho em mà đây 120. XG 9 120.000. Công ba. Công ba siêu dài. Cái này 170.000, dài 40 á. Dài 40, 170.000. XG 10 170.000. Dưới này. Lấy cái điện thoại không? Lấy cái gió để báo. Mang chẹt. Ba kim cắt đính này. Ba cái này 100.000. Bấm vào camera. XG 10 100.000. 11 chứ. Có cái dù này. Thằng này bằng gỗ á. Ở trong còn bằng gỗ luôn. Rồi. Có cái dù này á. Nó ghi sản xuất tại Gia Bằng á.
Nay bán 150 á. 150. Bằng gỗ hết á. Cái này bằng gỗ luôn này. Thân ở trong nó từ đầu xuống dưới bằng gỗ hết á. Rồi. 150. Kích cỡ 12 150. Mùi phay mùi gió nhé, mùi phay ít mùi gió nữa. Rồi 101 mùi phay mùi gió lúng túng trong này á, ít gơ 13 chốt cho em 110.000. Rồi mà này chốt kém 90.000, mấy mùi khoáng bê tông nhỏ nhỏ này, 3 ly 4 ly này. Này khoáng bê tông này mấy cái mùi này là mùi để vạc cái lỗ cho to ra. Có hai mùi khoáng gai này 90.000. Gơ 14 90.000. Khoảng bê tông. Rồi mấy cái mùi như này 50.000. Mùi xoắn XG15 chỗ cho em 50.000. Mấy cái đầu khẩu, đầu này 1/4, còn mấy đầu 3/8. Mấy đầu 3/8 này, 1/4 là 3/8, 50.000. Hàng bài nhưng mà nó trong mấy cái hộp nó rã, hầu hết lắm có hiểu đó. Hít cơ 16, 50.000. Ba cái kéo cắt, kéo tỉa như này này, ba cây 150. Rồi một cây cầm bá nữa, dài 30, cái này 130.000. Dài 30, 130.000. G18 cầm bá. Có cái vịt như này, hơi rổ ngay phần nữa, nhận vẫn đảo chia vẫn được này, nhận nguyên bình thường này, quả lại vẫn được này. Có mùi trư trong này á, mùi trư này 40.000. Về mảnh xe tàm này 19-40.000. Có cái lưỡi dao như này, phần dừa nó dài 3 lý á. Đó. Thấy phần dừa này dày lắm. Đúng dày xem thì là 3 lý. 3 lý. Giá tán tố, giá gọt như này 100.000. Thẹp đẹp á, nó hơi nhìn nhẹ nhẹ đó. Này về làm giá gọt như đây. XG20 chỗ kém 100.000. Có bộ kim như này nhé, có 3 cái kim to này, này 130.000 nữa. Tình trạng nào thì lúc lắc á, lúc lắc, mấy cái này hơi lúc lắc á. Cái nào kẹt thì về mảnh vệ sinh nhé. Chỗ cho em XG21 trăm bá.
đánh cái bộ hạt chỉnh lường này, chỉnh mấy cái hàng đẹp á. Kích G22 90.000. Bốn cái kéo như này. Cái này gãy mũi trên rồi. Gãy mũi trên rồi. Cái này gãy mũi. Gãy mũi. Cái này nguyên 50.000. XG23 50.000. Lấy bao. Rồi, 100.000. Lấy bao 100.000. G24 100.000. Mấy kéo các chị này. Mẹ. Cái này hơi bể thế này, hơi cắm này. Này về sửa lại, cái nào lỗi thì sửa lại. Sáu mươi nghìn. Tích G25 60.000. Nên cái bộ bì như này. Ô hạt sẽ 1/2. Sáu mươi nghìn. XG26 60.000. Mấy cái cửa. Cửa sắt 50.000. Bốn lưỡi hai cạn. G27 50.000. Kim phé này 40.000. Này từng dùng sai. 28 40.000. Đưa chuột 14-17 14-17 90.000. Hoạt động bình thường á. 14-17. Em đã về xin dâu rồi. 29-90.000. Kim nhỏ như này 40.000. Dài 26. À, 10-40.000. Một kim cắt dài 18 40.000. Thì miệng hơi mẻ. Miệng hơi mẻ. Em tẹt cắt á. Cắt tổn á. Vui da. Hơi rột. 31-40.000. Có đục này. Không phải là đục nhọn á. Đục nhọn ngang ngặn này. 4,5. Rồi 150. Một trăm năm mươi nghìn chuột cho em XG32. Dây điện này. Hàng dẹt á. Dây này 5m 15A. Dây mềm. Ba loại 100.000. XG33 100.000. Đây, một sợi nữa. Hàng dẹt 15A. Ba loại.
Dây mềm 100 nghìn. Được 2 sợi đó, 3 tư, dột em 100 nghìn. Cái một quà này 70 nghìn. Hàng hô giá ăn giá hay lắm á. 70 nghìn. Ít ghê 35, chuột ghê 70 nghìn. Bá sắc cày, hàng con gà này. Hai cây 36, một cây 30. Rồi, 100 nghìn. 100 nghìn. Bá đang đi ăn tiền. Ít ghê 36, 100 nghìn. Lên 5 cái bấm lỗ này, bấm lỗ giá. Một cái 70 á. 7 x 535 á. 350. Rồi test thử một cái á. Gà 37, 350. Bơm đài về cho động. Một cái hít hàng cổ. Chỗ này hơi cong. Răng này vẫn còn tạm được. Này hàng cổ răng nó cứng lắm. Hơi cong tí đây. Lấy chủ bình thường, lo so bình thường. 80 nghìn. Xài 350. Mỏ lết răng XG38 chuột cho em 80 nghìn. Mỏ lết răng. Cái bái này 50 nghìn. XG39 50 nghìn. Thẹp con đẹp á, con lãng á. Kim cắt này 350. Cắt cạp 6 lý. Miền hơi cần mấy á. Rồi em thử tẹt nha, tẹt ngay cái chỗ bị mẻ, bị cận á. Rồi 80 nghìn. XG40 80 nghìn. Cái lê này 10-12 cô tố này. 17-19 này. Giang má này. 23-6 tố nế này. 21-19 KTC này. À, đúng rồi KTC, thẹp alloy. 13/16, 7/8 toner. 14/17 Lotter. 180 nghìn. Cơ 41, 180 nghìn. Đây bốn xe này gồm có hai khóa, hai không khóa này, nó hơi bị cận á, chạy bạc đàn á, có khóa đây này, này nha, cao su, đây nhựa dẻo, chạy bạc đàn, đẹp bạc đàn á, đùm đây, đùm rất là cứng á. Tổng đường kính là 89, bảng rộng là 15, đường kính 15, bảng rộng là 32. Bộ này nặng 6,2 kg á, hai khóa và hai không khóa đều xoay hết. 320 nghìn. Nay tiền ship 50 nghìn á, tiền ship là 50 nghìn. Em bảo chưa có phí ship đâu. Đây bộ kéo sậu này này.
Này chưa vệ sinh luôn. Không có sầu của em chưa vệ sinh luôn. Mẹ. Anh từng dùng về sai. Sai được sai. 80.000. Bụng 3 80.000. Rồi này em lại gom được mấy cái cá này. Được này là hết đó. 3 cái này. Cái kèo bướm như này. 7 cái. Này về phải vệ sinh thêm đấy, tất nhiên đấy. Rồi 150. Bụng bồ 150. Một cái lấy dầu này. Trên này là băng đông á. 30.000. Bụng 5 30.000. Rồi kim này, kim cả này. Kim cả xa 20 này. Hầu hết là có hàng hết đó. Hàng da bắn hết. Yêu em lừa hàng da bắn cho mẹ anh ta. Rồi 120.000. Ít gơ bồn sọ 120. Toyota Moto 200. Hit 200. Toyota 200. Lotter 250. Lotter 150. Hàng cổ 250. Hàng cổ 250. Lotter 200. KRC da băng. Hàng này hàng thôi cái này bỏ qua đấy. 250 hàng cổ hết cũng chưa cổ đó. Hàng cổ này 200. Senki 200 ml. Yisuke 150. M3M 200. Rồi 400.000. Gơ 47, 400.000. Tiếp theo kim này. Kim này 101. Size là 350, các cặp 6 ly. Miền cả nguyên. Tết á. Này xiết cái này lại tí nữa. Kia bồn 810.000. 3 cái size 300. 2 cái của Lotter, 1 cái của hàng cổ. Hàng cổ thì hơi lúc lắc. Rồi 200.000. 3 cái. XG 49 200.000. Năm cây Sine này 120.000. Năm mươi 120.
có cái cửa này càng đẹp. Chữ đây 70.000, lưỡi đẹp. Năm một 70.000. Lên cái bộ cửa này, cửa đặng á, về mẹ anh đập vào. Để cái gỗ này, có 3 cái cạn, 3 cạn 3 lưỡi 70.000. Năm 2 70.000. Lưỡi cuộc như này 150. Bằng ngang là 11 á. Dày nặng lắm, hàng thủ công á. 53 150. Cuối cùng bộ bánh xe này. Này cũng hàng UK luôn. Đường kính đi tầm 19. Tổng chiều cao 19, đường kính 55, bản rộng 32. Này dày bạc đàn đấy. Này cao su nhựa như này. Hai cái khóa, hai cầm khóa. Rồi bộ này 350 á. Một bộ duy nhất đấy. Lùm khá chắc chắn. G54 350.000. Hẹn gặp cái clip tiếp theo.